Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh youtube Trịnh Văn Mobile nha Bên mình là chuyên mua bán giao lưu và trao đổi điện thoại nha Địa chỉ là số 6 xe 9 đường số 44 phường 14 Gò Vấp nha mọi người Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400 Số thứ hai là 06 con số 8 748 nha Anh em nào có nhu cầu muốn mua bán hay giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên bên mình nha Hai số điện thoại này là hai số điện thoại chính của bên mình à, Anh em có thể nhắn tin bên Zalo nha Zalo mình cũng xài hai số này luôn nha mọi người À, ở dưới phần mô tả video thì mình có để địa chỉ cụ thể đó anh em có thể tham khảo dưới phần mô tả video nha trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile luôn mình có để cái đường link ở dưới phần mô tả video nha anh em xem ở dưới đường link cho nó à, kết cho dưới đường link cho để tránh lừa đảo nha mọi người đầu tiên mình giới thiệu cái là là cái đồng hồ Galaxy Watch 3 nha size 45 máy thì còn đẹp khen 99 nha Watch 3 này bên mình bán với giá là 3 triệu 7 nha mọi người Apple Watch, Apple Watch là 2 triệu 350 nghìn, con này size 41 Size 41 nha Apple Watch Con này là con uh, TECNO POVA 2 RAM 6 bộ nhớ trong 128, 3 triệu 9 nha Máy đẹp 99 Con này thì pin khá là khỏe luôn, pin con này tới uh, 7 ngàn nha mọi người Máy đẹp Ken 99 Bu 32 Pin 7 ngàn Anh em là chạy ráp chạy xe công nghệ Mua con này rất ok nha Oppo Reno 6Z 5G Reno 6Z 5G bên mình bán với giá là 7 triệu 850 nghìn Con này là máy mới nha Chưa có sử dụng nha mọi người Chỉ khui ra thôi Reno 6Z 5G Galaxy Z Flip màu gold hàng chính hãng 11 triệu 850 nghìn nha Z Flip Z Flip này màn hình gặp nha con này thì chạy chip Snapdragon Z Flip mình có một cái Galaxy Buds nha tai nghe Galaxy Buds Lite Buds Lite thì nó mặt lưng thì nó hơi chạy nhẹ nha Màu rất là đẹp luôn nha. Cực kỳ nổi. Bud Light nha. 1 triệu 2 nha mọi người. Galaxy Bud Light. Oppo Reno 5. Con này chạy nhẹ nha. Chạy nhẹ như thế này bên mình bán với giá là 5 triệu. Reno 5. 5 triệu nha. Galaxy A32. Chạy 4 triệu. Vivo. Con này là Vivo Y21S nha camera tới 50 chấm luôn máy thì đẹp kèn 99 y 21s cây này bên mình bán với giá là 4 triệu 250 nghìn nha Realme 8 Pro 8 Pro nha 8 Pro này thì trầy nhẹ bên mình bán với giá là 5 triệu 850 nghìn Xiaomi Mi 11 nha 11 triệu máy đẹp 99 Mi 11 Hôm nay mình có một cây Xiaomi Mi 11 Lite 5G Màu đen, máy đẹp 99 luôn 7 triệu nha mọi người Màu đen đẹp 99 Mi 11 Lite 5G Galaxy Note 20 Ultra 4G nha Con này thì máy cũng còn đẹp Clang Clang 99 bảo hành tới 2022 nha Hàng chính hãng nha mọi người Note 20 Ultra 4G 14 triệu rưỡi hàng chính hãng nha mình có một cây Oppo Reno 5 5G con Reno 5 5G này thì nó chạy con chip Snapdragon là 675 nha mọi người à, 7, 765 chứ 765 5G máy đẹp 99 con này bên mình bán với giá là 7 triệu mốt nha Sony Xperia 10 Max 2 4 triệu 2 Oppo Reno 4 Pro nha Máy đẹp 99 chín chín luôn, 5 triệu 6, Reno 4 Pro. Galaxy Note 9 RAM 6 bộ nhớ trong 128, 2 SIM, máy đẹp keng. 2 SIM nha. Máy đẹp keng luôn, cây này bên mình bán với giá là 5 triệu rưỡi. Nó 9 nha. Con này là con A uh, Oppo A73 chạy nhẹ một xíu cho camera nha. A73 này bên mình bán với giá là 3 triệu uh, 750.000 iPhone 11 Pro Max con này pin 93 máy thì đẹp kèn 99 luôn nha lên kèn tới thời điểm này mà kiếm được cây máy mà đẹp như thế này rất là hiếm luôn nha mọi người cái viền nó còn bóng loáng luôn nha pin thì còn 93 cái này bên mình bán với giá là 16 triệu rưỡi màu đen nha à, mình có cái này thì trầy nhẹ thôi trầy nhẹ thôi giá thì cũng rất là ok pin cũng 93 luôn nha con hồi nãy là pin 92, con này pin 93 Cây này thì bên mình bán với giá là 15 triệu 7 thôi 11 rô mắt quốc tế 64G nha Boco F3 F3 này thì à, uh, uh, chạy con chip Snapdragon là 870 Con này bản RAM 8 mùa như trong 256G nha Máy thì đẹp 98, chạy nhẹ nha 7 triệu 550 nghìn Boco F3 5G Chip 870, hàng chính hãng, bảo hành dài luôn Con này là con Blacksat 4S nha. 9 triệu 250 000 RAM 8 bộ nhớ trong 128 một cái máy chiên game. Blacksat 4S. Samsung M62 7 triệu 4. Máy đẹp 98% nha. M62. Màn hình AMOLED. RAM 8 bộ nhớ trong 256GB. À, Vivo V20, nứt nhẹ một xíu, 3 triệu 9 nha V20 Galaxy Note 10 Máy đẹp chính chín, à, Trầy nhẹ như thế này Thì bên mình bán với mức giá là à, 6 triệu rưỡi nha mọi người 6 triệu rưỡi Máy đẹp kem bên mình bán với giá là 7 triệu Galaxy Note 10 5G nha con này là Galaxy S9 bảng à, Mỹ Tróc nhẹ cái viền con này bên mình bán với giá là 2 triệu 850 nghìn nha Galaxy S9 viền nó cũng hơi trầy trầy nha Oppo Reno 3 máy đẹp khen 3850 trầy nhẹ là 3750 nha Reno 3 iPhone 10, 11 iPhone 11 thì màu đỏ quốc tế 64g pin thì nó còn 80 17 nha mọi người 10 triệu tư và có bản lock bản lock thì cũng đã fit lên thành quốc tế luôn rồi anh em xài như quốc tế nha Lock này thì bên mình bán với giá là 9,3 triệu. 3. Galaxy S10, chip Snapdragon 8, màu như trong 128 nha, Snapdragon. Máy thì còn đẹp khen 99, S10. Giá bên mình bán là 5 triệu, 150 nghìn. Oppo Reno 6Z 5G nha, có hỗ trợ 5G luôn, máy đẹp khen, 7 triệu, Reno 6Z 5G. Realme 5 Pro Con này RAM 8GB Mặt lân hơi trầy nhẹ nha RAM 8GB 3 triệu mốt nha mọi người Realme 5 Pro Nokia 7.2 nha 7.2 này thì 2 triệu nứt lưng Vivo Y30 3 triệu nha Trầy nhẹ mặt lân nha mọi người Ram 4 bộ như trong là 128 pin 5.000 Màn hình khá là to luôn Con này là con Vivo Con OPPO A53 nha OPPO A53 bên mình bán với giá là 3 triệu trầy nhẹ nha Con A53 với lại con uh, Hai con này thì nó giống hệt nhau luôn Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái con uh, Con uh, Vivo nó sẽ ngon hơn con OPPO nha Cùng với giá luôn nha mọi người Con này là Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8 mùi nhớ trong 128 đẹp 99 giá bên mình bán là 7 triệu 4. M51 5 triệu rưỡi nha máy đẹp Oppo Reno 2F máy chạy nhẹ nha 2F này giá bên mình bán là 3 triệu 9 Reno 2F Galaxy A52S à, 5G mấy con này vừa nó màn hình nó tần số quét 120 hệt nên rất là mượt nha mọi người A52S 5G con này bên mình bán với giá là 8 triệu mình có con uh, cây này là cây uh, S20 FE chạy chip Snapdragon là 865 nha máy thì chạy nhẹ hàng chính hãng bên mình bán với giá là 8 triệu 250 nghìn hàng chính hãng nha RAM 8 bộ như trong là tới 256GB con này là con S10 Lite, S10 Lite chạy nhẹ giá là 6 triệu nha. Máy thì còn tương đối đẹp, đẹp tầm 98 nha mọi người. Galaxy Tab S7 nha, Tab S7. Máy đẹp như mới luôn. Màn hình khá là to nha mọi người. Màn hình to lắm. Tab S7 nha, mượt lắm nha mọi người, màn hình cực kỳ đẹp, máy rất là mượt luôn. Tab S7 này bên mình bán với giá là 12 triệu rưỡi nha mọi người. Galaxy Tab S7 có kèm bút luôn nha có xài sim được luôn nha máy mới thì con này rất là mắc 19 triệu rồi hôm nay thì mình có một số máy giới thiệu anh em vậy nha anh em nào có nhu cầu muốn mua bán hay giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp với bên mình nha mọi người anh em có thể nhắn tin bên zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp nha anh em coi video cho mình like share chia sẻ ủng hộ shop mình nha mọi người cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của bên mình à